Các vua nhì chương 10. Sự sát hại gia đình Ahab. Vua Ahab có 70 con trai sống tại Samari. Vậy Jehu viết thư gửi đến Samari cho các thủ lãnh ở Gitreen, cho các trưởng lão và cho các quan đỡ đầu các con trai Ahab thư rằng: Vì các con trai của chủ các ngươi đang ở với các ngươi, và các ngươi có quyền điều động các xe chiến mã, kỵ binh với một thành trì kiên cố và vũ khí, vậy hãy chọn trong vòng các con trai của chủ các ngươi một người tài giỏi nhất, tôn người ấy lên ngôi vua thay cha hắn, rồi hãy ra mà chiến đấu cho nhà chủ các ngươi. Nhưng khi nghe thế, họ đều vô cùng kinh hãi và nói: Kìa, cả hai vua mà còn không chống cự nổi ông ấy thay, thì huống chi là chúng ta, làm sao chúng ta có thể cự lại được? Vậy quan tổng quản hoàng cung, quan tổng quản hoàng thành, cùng với các trưởng lão và các quan đỡ đầu các hoàng tử, gửi sứ điệp đến Jehu rằng: Chúng tôi là tôi tớ của ông, chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì ông dạy bảo, chúng tôi sẽ không lập ai làm vua cả, xin ông cứ làm điều gì ông nghĩ là phải. Vậy Jehu viết cho họ một thư thứ hai rằng: Nếu quý ông ủng hộ tôi và bằng lòng vâng phục tôi, thì hãy chém đầu các con trai của chủ các ông, rồi mang đến gặp tôi tại Gitreen vào ngày mai cũng vào giờ này. Vả, bây giờ 70 con trai của nhà vua đang sống với những quan lớn trong hoàng thành. Những vị quan ấy được giao cho trách nhiệm giáo dục các hoàng tử này. Khi bức thư đó đến với họ, họ bắt các hoàng tử và đem giết hết cả thảy là 70 người, rồi để đầu các hoàng tử ấy trong các giỏ và gửi đến Gitreen. Sứ giả đến báo với Jehu: Họ đã mang đầu các hoàng tử đến rồi. Ông bảo: Hãy đem chất chúng thành hai đống ở hai bên cổng thành cho đến sáng mai. Rồi sáng hôm sau, ông ra đứng trước cổng thành và nói với dân chúng: Các người đều vô can. Chính tôi mới là kẻ âm mưu phản nghịch chủ tôi mà sát hại ông ấy. Nhưng ai đã giết những người này? Vậy bây giờ khá biết rằng tất cả những lời mà Chúa đã phán về nhà Ahab thì không một lời nào của Chúa bị rơi xuống đất. Nhưng Chúa làm ứng nghiệm mọi lời Ngài đã phán ra qua Eli, tôi tớ Ngài. Vậy Jehu giết tất cả những người còn lại trong nhà Ahab ở Gitreen, tất cả các quan đại thần, các bạn thiết của nhà vua, các thầy tế lễ của hoàng gia, cho đến khi không còn sót lại một ai. Đoạn ông lên đường tiến về thành Samari, dọc đường tại Bet-Eket thuộc khu giữ chiên, Jehu gặp các bà con của vua Achasia nước Juda. Ông hỏi họ: Quý vị là ai? Họ trả lời: Chúng tôi là bà con của vua Achasia. Chúng tôi xuống thăm các hoàng tử và các hoàng thúc. Ông bảo: Hãy bắt sống chúng. Người ta liền bắt sống những người ấy, rồi đem giết họ bên hố nước ở Bet-Eket, gồm cả thảy 42 người. Ông không để sót lại một người nào. Khi rời khỏi đó, ông gặp Jehonadab, con trai Rekab, người ấy đang đến đón ông. Ông chào ông ấy và nói: Lòng ông có chân thành với tôi như lòng tôi chân thành với ông không? Jehonadab trả lời: Có. Jehu lại nói: Nếu ông một lòng với tôi thì hãy đưa tay ông ra. Jehonadab bèn đưa tay ra cho Jehu. Jehu bắt tay Jehonadab và đỡ ông ta lên xe chiến mã của mình. Ông nói: Hãy đi với tôi và xem lòng nhiệt thành của tôi đối với Chúa. Vậy Jehu đưa Jehonadab cùng đi một xe chiến mã với mình. Khi ông đến Samari, ông giết tất cả những người thuộc về nhà Ahab tại Samari, cho đến khi ông diệt sạch nhà ấy, y như lời của Chúa đã phán ra bởi Eli: Tận diệt những kẻ thờ Ba-anh. Đoạn Jehu triệu tập toàn dân lại và nói: Ahab phụng thờ Ba-anh còn ít quá, Jehu sẽ phụng thờ Ba-anh nhiều hơn. Vậy bây giờ hãy triệu tập cho ta tất cả những tiên tri của Ba-anh, tất cả người phục vụ Ba-anh và tất cả thầy tế lễ của Ba-anh, không ai được vắng mặt.
hễ ai vắng mặt thì sẽ không sống nữa. Nhưng Jehu chỉ lập mưu để tận diệt những kẻ thờ Ba-anh mà thôi. Jehu truyền cho họ, hãy triệu tập một đại hội thật trọng thể để thờ phượng thần Ba-anh. Vậy người ta truyền rao tin đó. Jehu sai người đi khắp nước Israel loan báo, nên tất cả những kẻ thờ phượng Ba-anh tề tự về đông đủ, không thiếu một ai. Họ vào trong đền thờ thần Ba-anh đông nghẹt từ đầu này đến đầu kia. Jehu bảo người phụ trách lễ phục, hãy đem lễ phục ra phân phát cho mọi người đến thờ phượng thần Ba-anh. Vậy người ấy đem các lễ phục ra phân phát cho họ. Rồi Jehu cùng với Jehonadab con trai Rekab đi vào đền thờ của Ba-anh. Ông nói với họ, hãy lục soát kỹ xem có tôi tớ nào của Chúa ở đây không. Ở đây chỉ có những người thờ phượng thần Ba-anh mà thôi. Xong rồi họ bắt đầu nghi lễ dâng các lễ vật và các của lễ thiêu. Vả Jehu đã đặt 80 dũng sĩ nằm phục bên ngoài và dặn, nếu các ngươi để bất cứ người nào trong những người ta trao vào tay các ngươi chạy thoát, thì sinh mạng của các ngươi sẽ đền bù cho sinh mạng của người đó. Vừa khi Jehu dâng của lễ thiêu xong, thì ông truyền lệnh cho các vệ sĩ và các quan tướng chỉ huy, hãy vào và giết hết chúng, chớ để một ai chạy thoát. Vậy họ xông vào, dùng gươm giết chúng, các vệ sĩ và các quan tướng liền thay chúng ra ngoài. Rồi họ xông vào cung thánh của đền thờ Ba-anh. Họ hạ trụ thờ trong đền Ba-anh xuống, lôi nó ra ngoài và đốt đi. Xong rồi họ đập nát tượng Ba-anh, phá hủy đền thờ của Ba-anh và biến nó thành một nơi xú uế cho đến ngày nay. Như vậy Jehu diệt trừ Ba-anh khỏi Israel. Nhưng Jehu không dứt bỏ các tội của Jeroboam, con trai Nebat đã gây cho dân Israel phạm tội. Đó là sự thờ phượng các con bò vàng ở Bê-tên và Đan. Chúa phán với Jehu, bởi vì ngươi đã làm tốt điều ta cho là chánh đáng, xử trị nhà Ahab hợp với lòng ta, cho nên con cháu ngươi sẽ ngồi trên ngôi Israel cho đến đời thứ tư. Nhưng Jehu không hết lòng cẩn thận làm theo kinh luật của Chúa là Đức Chúa Trời của Israel. Ông không lìa bỏ tội lỗi của Jeroboam là kẻ đã xui cho dân Israel phạm tội. Jehu băng hà. Trong thuở ấy, Chúa bắt đầu giảm bớt địa phận của Israel. Hazael đánh bại họ trên toàn lãnh thổ Israel và chiếm lấy vùng từ phía đông sông Giô-đanh trở đi, toàn lãnh thổ Gala-át, địa phận của chi tộc Gad, chi tộc Ruben và chi tộc Manasse từ A-rô-e, tức từ bờ suối Ạc-nôn cho đến cả vùng Gala-át và Ba-san. Tất cả các việc khác của Jehu, mọi việc vua làm, mọi quyền thế của vua, há chẳng được chép trong sách sử ký của các vua Israel sao? Vậy Jehu an giấc với các tổ phụ mình. Người ta chôn vua tại Samari. Con trai vua là Jo-a-cha lên ngôi kế vị. Thời gian Jehu trị vì Israel tại Samari là 28 năm. Các vua nhì, chương 11. Athali cai trị Juda. Khi ấy, Athali là mẹ của vua Achasia, thấy con mình đã chết nên bà trỗi dậy giết tất cả mọi người trong hoàng tộc. Nhưng Josheba, con gái vua Joram, tức là chị của vua Achasia, bắt trộm Joach, con trai vua Achasia, khỏi vòng các hoàng tử mà Athali toan giết. Bà giấu Joach và người vú trong một phòng ngủ. Như vậy, bà giấu Joach khỏi tay Athali nên Joach không bị giết. Joach ở với bà 6 năm như thế, được giấu trong đền thờ của Chúa, trong khi Athali cai trị trên xứ. Jehoiada sức dầu cho Joach. Đến năm thứ 7, Jehoiada mời các vị chỉ huy 100 quân thuộc đội quân Kaji và các vị chỉ huy quân hộ vệ đến gặp ông trong đền thờ Chúa. Ông lập một giao ước với họ và buộc họ thề nguyện với ông trong đền thờ Chúa. Xong, ông giới thiệu hoàng tử cho họ.
ông truyền rằng đây là những điều quý ông sẽ làm. 1/3 quý ông đến phiên trực ngày Sa-bát sẽ bảo vệ nơi vua ở. 1/3 khác sẽ canh giữ ở cổng Su-rơ. 1/3 còn lại sẽ canh giữ cổng phía sau quân hộ vệ. 3 đơn vị cứ luân phiên nhau canh giữ đền thờ. 2 đơn vị đáng lý được hết phiên trực trong ngày Sa-bát thì bây giờ sẽ đến canh giữ đền thờ Chúa để bảo vệ vua. Quý ông phải bao quanh đức vua, người nào cũng cầm binh khí trong tay. Hễ ai xông vào hàng ngũ của quý ông thì hãy giết thẳng tay. Mỗi khi vua đi ra đi vào thì quý ông cũng phải đi theo để hộ vệ. Các vị chỉ huy làm y như lời thầy tế lễ Jehoiada đã truyền. Mỗi người đem quân của mình đến, quân đang phiên trực trong ngày Sa-bát hoặc quân hết phiên trực trong ngày Sa-bát đều cùng nhau đến với thầy tế lễ Jehoiada. Thầy tế lễ trao cho các vị chỉ huy những giáo và khiên của vua David được cất giữ lâu nay trong đền thờ Chúa. Các quân hộ vệ tay cầm binh khí đứng từ phía nam của đền thờ cho đến phía bắc của đền thờ. Họ cũng đứng phía trước bàn thờ và phía trước đền thờ nữa để bảo vệ vua mọi phía. Đoạn Jehoiada đưa hoàng tử ra, đội vương miện cho hoàng tử, trao cho hoàng tử một bộ luật và tuyên bố rằng người là vua. Họ sức dầu cho người rồi vỗ tay và tung hô: Đức vua vạn tuế! Athali bị giết. Khi Athali nghe tiếng huyên náo của quân hộ vệ và dân chúng thì bà đến đền thờ Chúa để gặp dân chúng. Bà thấy kìa, vua đang đứng trên bệ cao theo lễ nghi xưa nay. Có các vị chỉ huy và ban nhạc kèn đứng bên cạnh vua. Mọi người trong xứ đang vui mừng và thổi kèn rền vang. Athali bèn xé áo mình và la lên: Phản tặc! Phản tặc! Thầy tế lễ Jehoiada truyền cho các vị chỉ huy quân đội: Hãy lôi bà ấy ra khỏi hàng quân, và hễ kẻ nào theo bà ấy thì cứ dùng gươm giết chết. Vì thầy tế lễ có bảo: Đừng cho bà ấy được chết trong đền thờ Chúa. Vậy họ bắt bà, khi bà qua cổng dành cho ngựa vào hoàng cung thì họ giết bà tại đó. Jehoiada lập một giao ước giữa Chúa với vua và dân để toàn dân được làm con dân của Chúa. Ông cũng lập một giao ước giữa vua với dân. Đoạn toàn dân trong xứ kéo nhau đến đền thờ của Ba-anh và phá dỡ nó xuống. Họ đập nát các bàn thờ và các hình tượng của Ba-anh ra thành mảnh vụn. Họ giết Ma-than, thầy tế lễ của Ba-anh trước các bàn thờ. Thầy tế lễ Jehoiada đặt quân đội bảo vệ quanh đền thờ Chúa. Ông đem các vị chỉ huy trong quân, đội quân Kari, các toán quân hộ vệ và tất cả dân chúng trong xứ đến rước vua từ đền thờ Chúa xuống, rồi tiến về hoàng cung, đi qua lối vào của cổng dành cho quân hộ vệ. Vua ngự lên ngai vua. Vậy toàn dân trong xứ đều vui mừng, rồi kinh thành yên tĩnh trở lại sau khi Athali đã bị giết bằng gươm tại hoàng cung. Joash được 7 tuổi khi bắt đầu trị vì. Các vua nhì, chương 12. Joash trị vì Juda. Năm thứ 7 triều Jehu, Joash lên ngôi làm vua. Vua trị vì 42 năm tại Jerusalem. Thân mẫu của vua là bà Sibia, quê ở Be-e-sheba. Joash làm điều lành trước mặt Chúa trọn đời mình, bởi vì có thầy tế lễ Jehoiada dạy dỗ vua. Tuy nhiên, các tế đàn trên những nơi cao vẫn chưa được dỡ đi. Dân chúng vẫn còn đến dâng sinh tế và dâng của lễ trên những tế đàn ấy. Sửa sang đền thờ. Joash nói cùng các thầy tế lễ: Tất cả tiền bạc dâng hiến làm của lễ thánh trong đền thờ Chúa, gồm tiền đóng góp cá nhân được quy định cho mỗi người và tiền do các cá nhân tự ý dâng hiến cho đền thờ Chúa, xin các thầy tế lễ hãy thu nhận từ những người dâng hiến.
rồi dùng số tiền đó sửa sang lại đền thờ ở những chỗ nào thấy bị hư hại. Nhưng đến năm thứ 23 của triều vua Gioách, các thầy tế lễ không sửa sang đền thờ nữa. Vì vậy, vua Gioách triệu thầy tế lễ Jehoiada và những thầy tế lễ đến và hỏi: "Tại sao quý vị không tu bổ đền thờ nữa? Thế thì từ nay quý vị đừng nhận tiền từ những người dâng hiến nữa, nhưng hãy để tiền đó cho việc sửa sang đền thờ." Thế là các thầy tế lễ đồng ý rằng từ đó trở đi họ sẽ không nhận tiền dâng hiến của dân chúng và cũng không chịu trách nhiệm việc sửa sang đền thờ nữa. Thầy tế lễ Jehoiada bèn lấy một cái rương đục một lỗ trên nắp, rồi để nó bên cạnh bàn thờ. Khi người ta bước vào đền thờ Chúa thì thấy nó ở bên phải. Những thầy tế lễ canh cửa đền thờ bỏ vào đó tất cả số tiền người ta đem dâng cho đền thờ Chúa. Khi nào người ta thấy rương đầy tiền thì quan bí thư của vua và vị thượng tế đi lên đếm tiền trong rương của đền thờ Chúa, bỏ vào bao và cột lại. Sau khi họ đã định giá, họ trao số tiền đó vào tay những người quản cai, các thợ sửa sang đền thờ Chúa. Những người ấy dùng tiền đó trả cho các thợ mộc và thợ xây cất, là những thợ làm việc nơi đền thờ Chúa. Họ cũng trả cho những thợ nề và thợ đá. Họ dùng tiền đó mua gỗ và đá đã đẽo sẵn để sửa chữa những chỗ hư nứt nơi đền thờ Chúa và trang trải tất cả những phí tổn trong việc tu bổ đền thờ. Người ta không dùng những số tiền đem dâng cho đền thờ Chúa này để sắm những chậu bạc, dao kéo, cắt tim đèn, bát sẩy, kèn hay bất cứ vật dụng bằng vàng hoặc bằng bạc nào cho đền thờ Chúa, mà chỉ trao cho những người phụ trách công việc sửa chữa để chi phí cho việc sửa sang đền thờ Chúa thôi. Họ không bắt những người quản cai việc trả lương cho nhân công phải tính sổ, vì những người ấy làm việc rất ngay thật. Họ không đem những tiền thuộc của lễ chuộc lỗi và của lễ chuộc tội vào đền thờ Chúa, vì những tiền ấy thuộc về các thầy tế lễ. Hasael đe dọa Jerusalem. Lúc ấy vua Hasael của Aram đi lên tấn công Gát và chiếm lấy địa phận này. Sau đó Hasael dẫn quân tiến đánh Jerusalem. Vua Gioách của Juda bèn lấy tất cả những vật thánh của các tiên vương là Jehoshaphat, Jehoram và Achasia, các vua Juda đã dâng hiến, cùng với những vật thánh mà chính vua đã dâng, tất cả vàng trong các kho của đền thờ Chúa và của hoàng cung, mà đem nộp hết cho vua Hasael của Aram. Bấy giờ Hasael mới chịu rút lui khỏi Jerusalem. Gioách băng hà. Những việc khác của Gioách và tất cả những việc vua thực hiện há chẳng được chép trong sách sử ký của các vua Giu-đa sao? Các tôi tớ của vua nổi loạn, lập mưu phản nghịch ám sát vua trong điện Milo trên con đường đi xuống Si-la. Giô-sa-ca, con trai Si-me-ác và Giê-hô-sa-bát, con trai Sô-mê, là hai tôi tớ vua sát hại vua và vua bị giết chết. Người ta chôn vua cùng chỗ với các tổ phụ vua trong thành David. Con trai vua là Amasia lên ngôi kế vị.